Xin chào các bạn, mình là Minh Tâm và mình đã quay trở lại với video mới. Và trong video này mình sẽ giải đáp cho các bạn câu hỏi học IELTS 7.0 mất bao lâu. Nếu bạn trôi chảy và thành thạo tiếng Anh thì có thể quãng thời gian để bạn đạt được 7.0 sẽ ít hơn so với những bạn không có nhiều kiến thức về tiếng Anh. Vậy câu hỏi được đặt ra ở đây là làm thế nào để chúng ta xác định được trình độ tiếng Anh của chúng ta? Và theo mình thì không nên xác định theo cảm tính hay là dựa trên khả năng sử dụng tiếng Anh hàng ngày của bạn, vì chính bạn cũng không đủ chuyên môn để bạn đánh giá mình đúng hay là mình sai. Và cái này là cần phải được đánh giá bởi một người giáo viên chẳng hạn, có chuyên môn hơn, sẽ biết được bạn sai ở đâu và bạn đúng ở đâu, bạn làm thế nào để phát triển từ những cái sai của bạn. Mong là không có bạn nào ở đây mà thấy mình đăng nhiều status tiếng Anh xong rồi nghĩ là ô, tiếng Anh của mình cũng được ấy nhở, chắc là đạt 7.0 cũng nhanh thôi. Cái đấy hơi cảm tính các bạn ạ, đừng đánh giá như thế nhá. Gợi ý của mình cho phần này là các bạn hãy bấm giờ ở nhà mà tự thi thử để ra được một kết quả công tâm nhất, và cũng đừng bị sao nhãng bởi bất kỳ ai cả, kiểu có đứa em nào thì đuổi nó đi ra ấy, để cho nó đừng quấy rầy mình. Rồi sau đó tự chấm bài thi của mình theo thang điểm chuẩn. Còn đối với phần thi speaking và phần thi writing thì tốt nhất là hãy tìm một người có chuyên môn để đánh giá bài thi của bạn một cách tốt nhất. Đối với reading thì vấn đề ở đây không còn nằm ở đọc hiểu nữa rồi, mà các bạn phải làm thế nào để đọc thật nhanh và tìm keyword sao cho chính xác. Vậy việc mà bạn phải làm ở đây để nâng lên reading đó chính là cải thiện tốc độ đọc của mình. Tốc độ đọc của bạn sẽ phụ thuộc vào số lượng bài viết bạn đọc và thời gian bạn đọc các bài viết đó. Với các bạn có thói quen đọc sách báo hàng ngày rồi thì mình tin rằng việc mà các bạn cải thiện tốc độ đọc sẽ tốt hơn rất nhiều. Bên cạnh đó, bạn cũng cần phải đọc những nội dung phức tạp hơn, ví dụ như là y tế, khoa học, kinh tế chẳng hạn. Thì nếu mà bạn làm quen với những nội dung đó rồi, bạn sẽ không gặp bất ngờ hoặc gặp khó khăn trong những bài thi reading khó hơn. Khó khăn nhất trong writing thì có lẽ là ngữ pháp, vì hầu như những thí sinh khi đi thi IELTS có kiến thức ngữ pháp khá là yếu. Bên cạnh ngữ pháp thì bạn cũng phải có vốn từ vựng rộng lớn để đạt được 7.0 IELTS, và phải làm thế nào để sử dụng từ ngữ đấy sao cho đúng ngữ cảnh để trả lời đúng các câu hỏi được đề ra. Bên cạnh đó thì cũng nhớ lưu ý cấu trúc của bài viết sao cho mạch lạc và rõ ràng nhất để ban giám khảo có thể hiểu được trọn vẹn ý mà bạn muốn diễn đạt. Còn khó khăn nhất trong phần speaking có lẽ là về tính phản xạ. Bạn phải nói liên tục và nhanh chóng, và nếu bạn bị ngắt quãng ở chỗ nào đó thì đấy sẽ là một yếu tố để đánh giá bạn chưa đủ để đạt được đến speaking 7.0. Bạn nên luyện nói tiếng Anh hàng ngày để tập cho mình cái phản xạ, để khi mà đứng trước ban giám khảo mình nói một cách tự nhiên nhất. Ngoài ra thì chất lượng câu nói cũng cực kỳ quan trọng nữa. Các bạn cũng nên chú ý đến cấu trúc của phần nói của mình, làm thế nào để vừa ngắn gọn vừa cô đọng ý nhưng lại đầy đủ, và phải sắp xếp tất cả các ý đấy sao cho dễ hiểu, khiến cho ban giám khảo ấn tượng với bài nói của mình hơn. Để đạt được IELTS 7.0 listening thì bạn phải hiểu kỹ yêu cầu của đề bài, và ngoài ra cũng phải có một trí nhớ thật tốt và khả năng nghe hiểu khá ổn để nắm bắt thật nhanh các thông tin của bài nghe. Đồng thời thì bạn cũng nên bắt đầu thói quen xem phim bằng tiếng Anh mà không có phụ đề, để cố gắng làm quen với cái ngữ điệu và quen với cách nói của họ. Sẽ không có câu trả lời cụ thể cho câu hỏi đạt được 7.0 IELTS mất bao lâu, bởi vì trình độ của mỗi bạn một khác, vậy nên lộ trình để đạt được 7.0 cũng sẽ khác theo. Nhưng điều cần thiết ở đây là bạn cần phải biết trình độ của mình đang ở mức độ nào qua các đánh giá mà mình đã gợi ý cho các bạn ở đầu video, và dựa vào các đánh giá đó mà hãy tự lập cho mình một lộ trình cụ thể trong một thời gian cụ thể để đạt được 7.0. Vậy là video này đã kết thúc rồi. Nếu các bạn có câu hỏi về làm thế nào để cải thiện bên điểm của mình, đừng ngần ngại mà comment ở phía dưới, mình sẽ trả lời cho các bạn nhé. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại.